Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ cập nhật, lâu quá không cập nhật cho tất cả các bạn về giá của những dòng xe Honda SH tại cửa hàng Thịnh Dượng Phát bên mình nha. Đấy, SH thì hiện tại đang có mức giá rất là ok luôn. Nên là hiện tại bên cửa hàng mình nhập về khá là nhiều SH cho các bạn luôn. Đây, các bạn có thể thấy ha. Màu trắng nè, màu xám nè. Cái con này là sơn lại nha, sơn lại bên cửa hàng mình là xám xi măng mà xám toàn diện luôn. Đấy, các bạn có thể thấy nha, xám toàn diện luôn. Còn bên đây á thì là xám đen. Xám đen phiên bản SH 160 ABS nha các bạn. 160 ABS. Đó, thì con heo của nó sẽ là màu đỏ. Rồi, ở phía phần sau của nó với lại phần phía trước của nó sẽ là nhựa đen. Bên đây thì sẽ là con SH 160 mà màu trắng đen. Đấy, màu trắng đen. Con này thì thật sự luôn là khi mà nó ra phiên bản mới á, cái con màu trắng đen là cái con màu đẹp nhất. Mình thấy nó phối giữa màu trắng với nhựa đen bóng thì làm cho chiếc xe nó khỏe khoắn hơn so với cái phiên bản mà con màu trắng không. Đấy, các bạn anh chị có thấy đúng như vậy thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và còn rất là nhiều màu sắc khác nữa. Mình là anh chị mình lưu ý nha, cái giá em báo cho anh chị là bao gồm thuế VAT rồi. Mua xe thì đúng theo cái giá đó về tự làm biển số. Còn nếu như mà muốn cửa hàng bên em á, làm biển số giấy tờ cà vẹt cho anh chị nữa thì anh chị cộng thêm, gọi điện thoại cho em đi, số Zalo là 0785888030 thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn qua Zalo hoặc là số điện thoại cho anh chị. Đấy, để tư vấn cái thuế trước bạ và cái tiền biển số. Tại vì em không báo chung được cái thuế trước bạ và tiền biển số cho anh chị. Tại sao? Tại vì 64 tỉnh thành, nhiều tỉnh nhiều huyện lắm nên là nó sẽ có giá bán lăn bánh khác nhau. Đấy, tiền thuế trước bạ mỗi tỉnh nó khác nhau, tiền mà tiền biển số nó cũng khác nhau luôn. Phía trước đây thì em sẽ có một cái màu gọi là xám lông chuột mà phối với lại màu đen. Cái con này là độc nhất bên cửa hàng của em luôn nha. Đó, anh chị thấy chưa? Rất chi là đẹp luôn. Em sẽ mở hơi sáng lên cho anh chị xem một xíu. Màu xám, thường thường các bạn thấy là màu trắng với màu đen đúng không? Nhưng mà hôm nay là sẽ có màu xám với màu đen nữa. Lên cực kỳ đẹp chiếc xe này luôn. Đấy. Rồi, thì bạn nào mà thích cái phong cách như thế này thì có thể lên cửa hàng bên mình ha. Vậy thì giá bán hiện tại của mẫu xe Honda SH đang có mức giá như thế nào? SH thì bây giờ em sẽ báo cho anh chị phiên bản 2024 không nha. 160, 125, 2024. Hiện tại thì SH mà 125 á, CBS 2024 sẽ có mức giá là 75,5 triệu. SH 125 ABS 2024 sẽ mức giá là 82,5 triệu. Còn SH 125 ABS màu xám xi măng 2024 sẽ có mức giá là 83,5 triệu nha, mắc hơn 1 triệu, màu xám xi măng sẽ mắc hơn 1 triệu. Rồi, còn đối với SH 160 CBS á, thì nó sẽ mức giá là 93,5 triệu. SH 160 ABS màu trắng và màu đỏ sẽ là 102,5 triệu. Riêng màu xám xi măng thì anh chị phải chi thêm 500,000 đồng nữa là 103 triệu nha. 160 ABS có HSTC luôn, 103 triệu đồng. Giá bây giờ là cực kỳ rẻ, cực kỳ ngon rồi. Anh chị nào muốn mua SH ngay tại thời điểm này thì có thể liên hệ với em nha. Giá rất là ngon rồi ha. Còn mà anh chị nói là đợi SH phiên bản mới nọ kiểu thì chưa đâu anh chị. Chưa đâu, còn khá là lâu nữa. Cuối năm hoặc qua năm sau lận. Tại vì hiện tại bây giờ nó đang giảm tồn, nó đang xả hàng những cái mẫu mã như thế này ấy. Và chưa chắc gì là năm sau nó sẽ ra. Tại vì nó có thể sẽ thay đổi màu sơn, nó thêm màu sơn, thêm tem. Giống như cái năm vừa rồi nó thay đổi từ cái tên là 150 thành 160 phân khối. Nó thay đổi cái tem bọng màu sắc, thêm phối những cái nhựa đen bóng trên cái màu sơn xe đó. Ví dụ như màu xám xi măng hồi đợt trước đó, nó chỉ là màu xám không thôi, thì bây giờ nó sẽ thêm màu đen bóng vô trong đó nữa. Rồi màu trắng cũng vậy luôn, thì chỉ thay đổi nhẹ như vậy thôi để cho nó đang gọi là thay đổi một cái kết cấu hình ảnh xe cho anh chị một xíu. Nhiều anh chị nói em á là báo giá ngáo giá nọ kiểu gì 150 rồi hơn 160 nọ kiểu không nha. 150 hiện tại bây giờ á, em nói là thiệt luôn là có một số cái hàng người ta vẫn bán là 150 nó hơn giá 160. Em không biết tại sao là như vậy. Chắc là do cái hàng tồn lúc trước á, nó nhập nó mắc nên là người ta vẫn giữ cái giá 150 khá là cao. Nhưng mà đổi lại thì nó thật sự là nó chỉ không có khác gì hết, không có khác gì so với phiên bản mà 160 hết. Tại vì 150 động cơ của nó sẽ là 156,9 hay 158 cc gì đó. Thì bây giờ là 160 cũng như vậy luôn, người ta chỉ đổi cái tên nó lại cho đúng cái phân khúc của nó thôi. Giống như AB 160 nè, nó cùng phân khúc với nhau thôi, nó không còn là 150 nữa. Đấy, nên là y chang hết nha, mọi thứ không có khác gì hết.
Đó, rồi thì anh chị nào mà muốn mua những màu sơn độ này thì cộng thêm tiền màu sơn giúp cho em là 3,5 triệu. Trong đó thì em sẽ thay đổi màu sơn trên cà vẹt cho anh chị ha, thay đổi màu sơn. Nếu mà anh chị đi những cái màu zin á như thế này đó, thì anh chị đậu xe ở chợ hay là những cái chung cư nọ kiểu mà có chài chóc á thì anh chị phải chịu rồi đúng không? Đâu có ai mà đi xe mà không chài đâu đúng không anh chị? Còn những màu sơn độ như bên em nè, anh chị đi miễn sao dàn nhựa không bị bể nha, không bị bể thì bên em sẽ bảo hành màu sơn cho anh chị. Anh chị chạy xe nó lúc mà anh chị muốn bán đi, anh chị đem chiếc xe lại tả tơi đi, anh chị đem đưa cho em sẽ chậm sơn tút hoàn toàn miễn phí cho anh chị, xe nó mới cáo đem bán nó ngon lành hơn, ok không? Còn nếu như mà lỡ như xui rủi mà bị vấn đề tai nạn gì đó, va quẹt gì đó thì miễn dàn áo không bể, xe chạy cỡ nào chạy đem ở đây em chậm sơn tút cho anh chị, ok mà. Đấy, đó là chế độ bảo hành khi mình đi màu sơn độ. Nhiều người cũng sẽ nói rằng đi màu sơn độ nó sẽ dễ bong chóc này nọ kiểu, đúng là nó sẽ không tốt bằng màu sơn zin thôi, nhưng mà không phải nó không xài được, không sử dụng được, nó vẫn xài, vẫn sử dụng được, ok hết nha anh chị, nên anh chị cứ yên tâm. Đấy, tại vì sơn bằng tay máy móc của thầy thợ ở ngoài thì đâu bằng của máy móc của Honda Việt Nam được đâu đúng không? Đấy, nhưng mà được cái là bên em nhờ như vậy mới có chính sách bảo hành cho anh chị là giảm sơn tốt hoàn toàn miễn phí cho anh chị. Rồi, còn những chiếc xe mà lên dàn áo ý này, đây không phải là SH ý mà là SH Việt lên dàn áo ý nha anh chị. Anh chị nào muốn mua thì cái dàn áo là 15 triệu, chỉ dàn áo thôi, chưa tính mâm sporty và Oppo E hay là Oppo hay là ốc máy nó kiểu là chưa có tính nha. Chỉ là dàn áo sơ sơ ở ngoài như thế này thôi là 15 triệu, full như thế này là 15 triệu. À, không phải SH ý. Còn ai nói là đi SH Việt mà lên áo ý là nửa mùa nó kiểu thì không sao nha, bỏ qua mấy vấn đề đó đi. Tại vì nhiều người người ta thích kiểu dáng của SH ý, nhưng mà người ta thích công nghệ của SH Việt Nam. Tại vì sao? SH ý nó không có tính năng HSTC, nó không có kết nối Bluetooth trên xe qua app My Honda. Đấy, nhiều người thì người ta thích sự an toàn khi mà đi ABS có tính năng HSTC trên đó để làm chi? Để cho chiếc xe của mình á, nó an toàn hơn, nó giúp cho mình tính toán những cái độ trơn trượt rồi chẹo bánh khi mình đi đường cát, sình lầy hay là đất đá trời mưa rồi nó kiểu, thì nó sẽ hỗ trợ thêm cùng với ABS để cho nó tính toán và nó bớt trơn trượt khi mà mình thắng xe ha. Đây, cái chữ T đây nè, HSTC nè. Đấy. Còn những tính năng về mặt đồng hồ hay là những cái nút bấm như thế này á, em đã có một clip hướng dẫn chi tiết rồi. Nếu mà anh chị nào mà quan tâm á, thì có thể để lại bình luận phía bên dưới cho em biết. Hôm nào em sẽ làm full lại một clip thật là mới, từ mà kết nối app My Honda cho đến cách mà sử dụng cái những cái nút bấm trên xe, setup những cái màn hình xài như thế nào. Em biết là một số anh chị vẫn mua xe về nhưng mà vẫn chưa khai thác và tìm hiểu hết những tính năng ở trên mặt đồng hồ của SH đâu, chỉ mua về và chạy thôi. Đấy, như vậy thì hơi bị phí của nó ha. Rồi, còn trả góp thì hiện tại SH á, bên cửa hàng em á, sẽ có một chương trình khuyến mãi như đó giờ với anh chị rồi, tất cả các xe cửa hàng luôn, đặc biệt là SH vẫn có chương trình đó luôn, không cần đưa trước đồng nào vẫn có xe lấy được về với mức lãi cực kỳ ưu đãi nha. Và với mức lãi ưu đãi đó là anh chị phải có điểm tín dụng tốt, không có bị nợ xấu nha. Anh chị nào mà không biết mình có nợ xấu hay không, hay là mình mượn thẻ tín dụng đó mình trả nợ trễ hay vài ngày là không biết mình có dính vô hồ sơ xấu hay không, thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em qua số điện thoại là 0785888030, thì lúc đó em sẽ tư vấn coi check thử trên cái hồ sơ đen á, anh chị đang ở mức độ xấu như thế nào, hay là hồ sơ anh chị xanh sạch đẹp. Đấy, rồi còn anh chị nào mà đang nợ xấu, trả trước cho em khoảng tầm 20% thôi, 30% cũng được. Thí dụ xe này 103 em cho lăn bánh lên 110 đi, 20% là nhiêu? Là 22 triệu, 30% là 33 triệu, là có thể lấy được xe về rồi. Mức lãi ưu đãi luôn, 0.99% nha, là khoảng tầm 90.000 tháng cho 100.000 tháng đi. Đó, lãi 100.000 tháng mượn 10 triệu thì 100.000 tháng, mượn 100 triệu thì 1 triệu tháng. Đó, rất là rẻ luôn. Rồi, còn vấn đề mà đi cà phê gốc thì mình sẽ đưa trước cho em 50% nha. Rồi, thì đó xong là một số cập nhật nhanh gọn lẹ về những dòng xe Honda SH ngay tại thời điểm này. Giá đang rẻ, đang tốt nha anh chị. Rằm tháng 7 nữa giá tốt cực kỳ. Mua SH thì mua ngay tại thời điểm này là tốt nhất nha. Đừng đợi cuối năm là nó lại lên giá đó. Xe lúc nào cuối năm cũng lên giá hết trơn á. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Xe Máy Giá Sĩ. Xin chào và hẹn lại.